Đại Văn Côn rồi anh em ạ. Muốn bắt đầu xin độc lạ FA Cup, đúng rồi, độc lạ FA Cup này chắc là phải tổ chức ở Bình Dương hợp lý hơn anh em đúng không? À thế à, có phút thứ 81 là có cầu thủ số 19 vào. À thay trước rồi, thay trước rồi anh em ạ. Nhưng mà nó vẫn là lạ là khi mà cầu thủ vào để bắt gôn, còn thủ môn thì vẫn có. Đấy, đời nó thế cơ. Đời nó bao giờ là đường đời lúc nào nó đi thẳng đâu, lúc nào nó phải lòng vòng như đúng không anh em? Mỗi anh em Hải Phòng là đi thẳng thôi. Bây giờ là Đại học Thủy Lợi một không, rất chính xác. Anh chàng Mão Nguyễn Hoàng Danh, đây Hoàng Danh đây này anh em ạ, Hoàng Danh rất chính xác, 1-0 cho Đại học Thủy Lợi nhé anh em ơi. Đại học Thủy Lợi nhầm rồi. Đại học Thủy Lợi 1-0 nhá. À, Thủy Lợi 1-0 ở chỗ đầu nhá anh em, đừng thế anh em Thủy Lợi vào mắng ấy. Cái gì đấy? Hết quả thứ hai rồi à? Rồi ơi, mất quả thứ hai kìa. Lạy đấy. Đông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa rồi anh em ạ. Gỡ hòa rồi, rất chính xác. 1-1. Đây là lượt sút thứ hai của Đại học Thủy Lợi. Chính xác. Bùi Xuân Trường 2-1 cho Đại học Thủy Lợi, rất lạnh lùng. Rồi lại trước khi đang đến cái loạt sút luân lưu căng thẳng này thì mình lại nhận được một cái comment rất là đi vào lòng người và rất là buồn. Huấn luyện viên Tào Lao, vâng. Xuân Quang Đinh, các cùng anh em rất là nhiệt tình nhưng mà vẫn bị nhận những lời chê rất là buồn. Đây là Đông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, chính xác rồi. Anh chàng mặc áo số 16, 2-2 Nguyễn Quốc Thắng, 2-2 rồi anh em ơi. Vâng, đạo diễn mình sai anh em nhá. Số 5 lên Tiến Duy. Suýt chút nữa thì bị ăn cản đấy anh em ạ. Tiến Duy, thủ thành Lê Minh Chiến De Gea đã phán đoán đúng hướng bóng nhưng lại không thể đẩy được. Và dứt điểm này của Tiến Duy, 3-2, rất là căng thẳng anh em ạ. Đây là Đại học Đông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, lượt sút thứ 3 của họ. Số 18, Thiên Nhật Bản, bầu trời Nhật Bản đấy rồi. Ôi, chính xác quá. Như thế thì ai mà đỡ được. Quá căng thẳng luôn anh em ạ. Căng thẳng rồi, cực kỳ căng thẳng rồi, bầu trời Nhật Bản. 3-0. Ôi, đây vừa run vừa lạnh và vừa căng thẳng anh em ơi. Đây là anh chàng số 14, Nghiêm Văn Đạt, 4-3 cho Đại học Thủy Lợi. Không, chưa hết giờ. Bạn ấy thay người, Đại học Thủy Lợi thay người ở phút cuối, thời gian bù giờ. Sao lại thủ môn nhỉ? Sao lại anh chàng thủ môn khác anh em ạ? Ngô Minh Quý. Người ghi bàn là Nguyễn Công Hảo. Áp lực quá. Ôi, Nông Lâm khéo lúc căng đấy anh em ạ. Đào Thủy Lợi, Đào Nông Lâm 4-0.
Bây giờ số 17 Bảo Trung, một cái tên đặt được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bảo Trung và Lê Minh Chiến De Gea. Bảo Trung ăn mừng quá cảm xúc. Đúng là luật sư. Anh nhà thủ môn lại thay người mắt Ngô Minh Quý. Anh em đang rất là căng thẳng, đang rất là nhiều view ấy nhá. Anh em hãy bổ cho bà sẻ đi. Đây là Ryan Giggs, Phạm Văn Tính. Phạm Văn Tính chính xác quá. Có lẽ là nông lâm thành phố Hồ Chí Minh họ đã chuẩn bị rất kỹ cho loạt sút lân lưu 11m này rồi anh em ạ. Đây sẽ là bên phía Đại học Thủy Lợi. Quả sút của anh chàng số 15 Vũ Xuân Điền. Vũ Xuân Điền và Lê Minh Chiến rất là căng thẳng. Vũ Xuân Điền chạm xà ngang rồi. Ôi Vũ Xuân Điền ơi, đá bay tấm vé, đá bay tấm vé vào bán kết rồi. Liệu như thế nào đây? Thủy Lợi được đánh giá cao đấy, nhưng mà nông lâm thì như thế nào đây? Trời ơi, anh em đã nổ ra một cuộc so tài trên bàn kính rồi. Lại thêm một anh chàng thủ môn nữa rồi. Số 19 bên nông lâm, Nguyễn Quốc Việt sẽ đá quả đá quyết định này anh em ơi. Quốc Việt và số 19 Lê Thanh Phúc. Quốc Việt và Thanh Phúc hai số 19 đánh nhá, đá với nhau anh em ạ. Đá bi 19 rồi, chính xác. Tờ vé vào trên chung kết là các anh chàng đến từ nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh họ là những người vào chung kết anh em ạ. Rất là đáng buồn cho anh em của Đại học Thủy Lợi nha. Thủy Lợi cũng rất là nỗ lực, nhưng mà hôm nay nông lâm họ đá tử thủ. Họ đá với một chiến thuật có thể nói là được định hướng sẵn từ trước. Cả những giọt nước mắt đã rơi rồi. Rất là khó chấp nhận thất bại này đúng không? Và vâng, người thiết kế ra một cái lối đá phòng ngự đầy chắc chắn như vậy là thầy Phan Hoàng Vũ. Tấm vé vào chung kết, và trận chung kết của giải đấu này sẽ là nông lâm thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Thế